Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo của Trang xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, tin về việc Ngân hàng Trung ương Cộng sản Việt Nam mua ngân hàng xây dựng với giá 0 đồng. Vào chiều ngày 2 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam tuyên bố mua lại ngân hàng xây dựng hay là Vietnam Construction Bank, được viết tắt là VNCB, với giá là 0 đồng một cổ phần. Trên 500 cổ đông của VNCB đã mất sạch số tiền đóng góp. Ngày 31 tháng Giêng, Hội đồng Cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB đã họp tại hội trường thống nhất tỉnh Long An, công bố tình trạng tài chính, vốn điều hành, sung thêm vốn và đồng ý đóng góp thêm để giữ được mức vốn tối thiểu của ngân hàng theo đúng như pháp luật. Và căn cứ theo luật các tổ chức tín dụng ngày 1 tháng 8 năm 2013, thì Ngân hàng Trung ương Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của VNCB. Theo tài liệu của VNCB, ngân hàng có 551 cổ đông, trong đó có 6 cổ đông pháp nhân và 545 cổ nhân cá nhân. 3 cổ đông pháp nhân là ngân hàng Agribank, công ty lương thực Long An và khối văn phòng nhà nước. Vào cuối tháng 7 năm 2014, cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam và truy tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng VNCB Phạm Công Danh, nguyên là tổng giám đốc Phan Thành Mai và ông Mai Hữu Khương, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn. Đầu tháng 12 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra truy tố thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị can Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương. Đồng thời cũng truy tố thêm 6 bị can nguyên là cán bộ của VNCB. Thì thưa quý vị, các bị can đã giúp ông Danh lập 39 hồ sơ giả để vay hơn 5.000 tỷ đồng của VNCB và dùng số tiền vào việc cá nhân. Ngân hàng này là thoái nhân của ngân hàng Đại Tím kể từ năm 2013 và đang có 112 chi nhánh trên toàn quốc. Giới lãnh đạo các ngân hàng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt. Trong lúc giới chức điều hành của VNCB lạm dụng hàng ngàn tỷ đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Quản trị Ocean Bank bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Hà Văn Thắm. Việc hàng loạt các lãnh đạo ngân hàng bị bắt, bị điều tra đã dấy lên một làn sóng lo sợ trong dư luận. Cộng sản Việt Nam tiếp tục gia tăng thương mại với Trung Cộng. Thưa quý vị, tin từ Lào Cai, mặc dù hàng hóa Trung Cộng đang tràn ngập thị trường và Trung Cộng đang xâm lấn biển, đảo, Cộng sản Việt Nam tiếp tục gia tăng nhập cảng hàng hóa Trung Cộng qua các con đường ở Lào Cai. Theo thống kê, thì con số hàng nhập cảng và xuất cảng qua các con đường ở Lào Cai trong năm 2014 đã tăng 14% so với năm 2013. Tỉnh Lào Cai đã đề ra chỉ tiêu tăng số hàng hóa xuất nhập trong năm 2015 giữa Lào Cai và Trung Cộng tăng 33% so với năm 2014, lên tới con số 2 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Để thực hiện mục tiêu này, thì Sở Công Thương của tỉnh Lào Cai đang mở rộng tiếp xúc với các thành phố Trung Cộng như là Côn Minh, Trùng Khánh để mở rộng giao thương. Vào tháng 6 năm nay, Lào Cai sẽ mở hội chợ Trung Cộng Việt Nam để quảng cáo hàng hóa Trung Cộng, tìm kiếm đầu tư từ Trung Cộng. Chương trình bán nước này đã được Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam xem là chương trình toàn quốc năm 2015. Thưa quý vị, mặc dù người dân Việt Nam đang phẫn uất Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, chiếm nhiều hải đảo trong quần đảo Trường Sa và lo ngại nền kinh tế Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng với thâm thủng mậu dịch mỗi năm gần 24 tỷ Mỹ Kim, Cộng sản Việt Nam tiếp tục gia tăng cộng tác với Trung Cộng. Ngoài hàng hóa chính thức đưa qua các cửa cổng quan thuế, số hàng nhập lậu từ Trung Cộng còn nhiều hơn hàng hóa nhập cảng chính thức. Các công ty Trung Cộng đã bao thầu hầu hết các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án kỹ nghệ tại Việt Nam. Lào Cai có 3 khu kỹ nghệ chính và khu tầng lỏng lớn nhất, phần lớn là do các công ty Trung Cộng đầu tư đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bình quân mỗi ngày, cả khu thải ra 5.000 tấn rác thải, cả năm là 1 triệu 700.000 tấn. Nhưng rác thải cứ chứa trong khuôn viên các nhà máy và đất trống trong khu vực. Khi mà trời mưa thì chất dơ rác thải thấm xuống đất hoặc là chảy ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Trước vấn đề tỉnh Lào Cai và Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam gia tăng cộng tác thương mại và kỹ nghệ với Trung Cộng, thì người dân Việt Nam đang phân vân, không biết là đất nước sẽ đi về đâu. Hoa Kỳ trợ giúp cho Việt Nam để ứng phó với thiên tai. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ là USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa mới ký bản ghi nhớ tăng cường công tác ứng phó thiên tai. Ông Jason Foley là Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á của USAID nhấn mạnh chương trình đào tạo ICS sẽ là một bước tiến quan trọng giúp Việt Nam giải quyết những rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Việc áp dụng và nội địa hóa ICS, một hệ thống đã được quốc tế công nhận sẽ làm tốt hơn các hệ thống
phối và kết hợp giúp Việt Nam sẵn sàng nhiều hơn trong việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác Asian về hoạt động ứng phó với thiên tai thảm họa. Từ năm 2001 đến nay, thì USAID đã hỗ trợ cho Việt Nam trên 10 triệu Mỹ Kim cho công tác ứng phó thiên tai. Cũng tin liên quan ngày 3 tháng 2, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Oshis sẽ cùng với Bộ trưởng Y tế Việt Nam khai trương văn phòng đáp ứng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội. Được biết là Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ cùng với các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ lâu nay tiến hành hỗ trợ cho lãnh đạo chính phủ Hà Nội và các chuyên gia y tế công tại Việt Nam trong các công tác đẩy mạnh việc phòng chống, phát hiện và ứng phó khẩn cấp với các trường hợp bùng phát dịch bệnh, trong đó có cả hoạt động nâng cấp các thiết bị, phòng thí nghiệm và hệ thống thông tin và ứng phó khẩn cấp. Hiện nay thì USAID đang tài trợ một số dự án về giảm thiểu rủi ro thiên tai, tập trung vào các công cụ để ra quyết định, cảnh báo sớm và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tù oan 10 năm, ông Nguyễn Thành Chấn vẫn chưa được bồi thường. Thưa quý vị, tin từ Bắc Giang, ngày 2 tháng 2 năm 2015, phóng viên của SPTN đã có buổi trò chuyện cùng với ông Nguyễn Thành Chấn. Được ông cho biết là số tiền chính thức mà ông yêu cầu tòa án bồi thường vì ngồi tù oan là 9 tỷ 300 triệu đồng. Sau 10 năm ngồi tù oan, nhờ vào nỗ lực kêu oan của bà vợ là Nguyễn Thị Chiến, Viện Kiểm sát Nhân dân Cộng sản Việt Nam đã điều tra lại vụ án, xác định hung thủ thật sự sát hại bà Hoan để cướp của là Lý Nguyễn Trung. Sau đó, Trung đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, ông Chấn được minh oan. Giữa tháng 8 năm 2014, thì ông Chấn được luật sư Vũ Thị Nga hướng dẫn đưa ra các khoản đòi bồi thường. Ngoài khoản tiền theo luật định, còn bồi thường những tổn thương về mặt tinh thần cho những người trực tiếp bị thiệt hại, như là mẹ của ông, vợ của ông, đã 10 năm mất công đi điều tra, tìm tung tích hung thủ, tìm chứng cứ xác đáng để minh oan cho chồng. Bất chấp nguy hiểm, vợ ông đã bỏ qua tuổi thanh xuân, chịu đựng nhẫn nhục trước thiên hạ về việc chồng chịu tiếng oan, cướp của giết người. Ông Chấn còn yêu cầu tòa án bồi thường thiệt hại cho 4 người con của ông không được học hành, bị bạn bè khinh bỉ, mẹ đi kêu oan không ai chăm lo. Ngoài ra, thì ông Nguyễn Thành Chấn còn yêu cầu tòa bồi thường cho ông tiền thuê luật sư biện hộ, chi phí những người trong gia đình ông đi dự phiên tòa, tiền để cho vợ chồng của ông mua thuốc bổ, chi phí vợ ông đi kêu oan, chi phí gia đình thăm nuôi ông tại trại giam. Nhưng đến nay thì tòa án vẫn chưa chịu đền bù. Và sau đây là một phóng sự từ Fresno. Phóng viên Vũ Nhân tường trình tang lễ linh mục Giuse Nguyễn Công Hoán, cựu quản nhiệm giáo xứ Đức Mẹ La Vàng tại Fresno, California. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1 năm 2015, lúc 4 giờ chiều, tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno, đã long trọng tổ chức nghi thức phát tang, làm phép xác, thánh lễ cầu hồn, thắp nhang tiễn biệt, với sự tham dự của gia quyến cùng rất đông quý giáo hữu, quý đồng hương, quý hội đoàn, quý tôn giáo các nơi về tham dự thánh lễ và phân ưu. Thưa quý vị, cố linh mục Giuse Nguyễn Công Hoán, người sáng lập ra nhà thờ Đức Mẹ La Vang và trường văn hóa La Vang tại thành phố Fresno, một người cha đáng kính của giáo phận Fresno, người mục tử đã hy sinh tận tụy dẫn dắt bầy chiên hơn 30 năm trên bước đường viễn xứ, đã tạ thế ngày 20 tháng 1 năm 2015, hưởng thọ 76 tuổi, 42 năm linh mục. Quý vị khán thính giả, tôi là linh mục Giuse Nguyễn Công Hoán. Tôi đến đây năm 1980 và tôi bắt đầu nhận nhà thờ này vào năm 1983, và tôi đã lấy tên cái nhà thờ này là nhà thờ Đức Mẹ La Vang, và tôi tiếp tục làm việc đó cho tới vài năm trước đây, và bây giờ thì tôi nhường cái công việc điều hành cho cha Victor Đình Toàn. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ Chánh Tòa của giáo phận Fresno, đã long trọng cử hành thánh lễ an táng dưới sự chủ sự của Đức Cha Armando Ochoa, chủ lễ linh mục Giuse Victory Đinh Toàn, quý linh mục đồng tế cùng gia quyến và rất đông quý giáo hữu, quý đồng hương các nơi về tham dự thánh lễ an táng. Đặc biệt tưởng nhớ đặc biệt cho vị linh mục Giuse Nguyễn Công Hoán đã 42 năm làm mục vụ và làm linh mục. Sau thánh lễ an táng,
Di Quang, cố linh mục Du Xe Nguyễn Công Huấn ra nghĩa trang Công giáo Thánh Phêrô. Thưa quý vị, cộng đoàn Công giáo giáo phận Fresno và cộng đồng Việt Nam tại thành phố Fresno và các vùng phụ cận tiễn đưa vị linh mục khả kính suốt đời cha đã chu toàn nghĩa vụ tốt đẹp. Xin Chúa thương đón nhận và ân thưởng cha trong nước trời. I'm very, very privileged to have known Father Joseph for just my 3 years that I've been here in the diocese. But the thing that I really was so amazed with in his simplicity, in his honesty, and his fidelity, not only to the Catholic Church, but to building up the faith community and seeing that the Vietnamese community, both in Bakersfield and Fresno, would continue to grow. And so he certainly was an inspiration, not only for me in the short time that I knew him, but certainly an inspiration for all of us here in the diocese. So certainly may his soul rest in peace. Amen. Tôi rất là kính mến cha, vì cha là một người tu hành và ngài rất là khiêm nhường, sống một cuộc sống khó nghèo và luôn luôn có một nụ cười hiền hòa và giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Cho nên đó là những hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng như các con chim nhà thờ này sẽ không bao giờ quên ngài. Tôi là Nguyễn Đức Huy, anh ruột của cha Hoán. Buổi lễ hôm nay được tổ chức hết sức là long trọng và cảm động. Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Hữu Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Quý vị, theo thông tin ban đầu thì ông Nguyễn Văn Hưng là phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi trụ sở ở quận Nhất đã đến công an phường Đa Cao quận 1 trình báo thông tin vụ việc của ông Nguyễn Lê Kiều Quang 37 tuổi ngụ tại quận Bình Thạnh là giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng trụ sở ở quận 3 thuộc chi nhánh của Agribank Mạc Thị Bưởi yêu cầu một nhân viên là Phú Minh Hòa cùng đi ra ngoài giao dịch. Ông giám đốc nói người tài xế chở đến chi nhánh Agribank ở Hai Bà Trưng, nơi đó thì ông Quang đã rút đi 17 tỷ đồng, tương đương với 800.000 Mỹ Kim. Sau khi rút tiền xong thì ông Quang cùng với ông Hòa và ông Công bỏ tiền lên xe chuyên dụng và kêu tài xế Công trở về phòng giao dịch Hòa Hưng. Tuy nhiên thì trên đường đi thì ông Quang đã yêu cầu tài xế Công quay lại ngân hàng Shinhan Bank ở đường Hai Bà Trưng với lý do là đổi sang tiền Âu Kim và yêu cầu hai ông về trước. Khi nào xong thì ông Quang sẽ báo tới đón. Đợi mãi tới 4 giờ chiều ngày 30 tháng 1 thì phó giám đốc chờ mãi vẫn không thấy giám đốc mình về, liên lạc với điện thoại cũng không được. Đến đêm cùng ngày thì ông phó giám đốc đã báo cho công an. Theo quy định thì thưa quý vị, tổ chuyển tiền được thành lập gồm có 3 người là người áp tài, một bảo vệ chuyên trách hoặc là công an, một tài xế. Thì tuy nhiên trong quá trình vận chuyển tiền thì ông Phú Minh Hòa, nhân viên phòng giao dịch Hòa Hưng, tổ trưởng tổ điều chuyển, đã không hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ. Hiện tại thì ông Hòa đã bị tạm giữ, riêng tài xế lái xe thời điểm chờ tiền cũng đang được cơ quan chức năng kiểm soát để điều tra. Có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam bị các đối tác ma lừa đảo. Trong thời đại bùng nổ những giao dịch qua mạng Internet, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam cả tin vào các giao dịch ở thế giới ảo mà quên mất là cần phải kiểm chứng trên thực tế. Sau đó họ gửi tiền, ký hợp đồng với các công ty ma ở nước ngoài là không ít. Chỉ trong tháng đầu tiên của năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài đã cảnh báo về hai sự kiện lừa đảo liên tiếp diễn ra. Đầu tháng riêng năm 2015, Thương vụ Việt Nam tại Hòa Lan chia sẻ doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn đặt hàng lớn của một công ty Hồng Kông mua bia Heineken với số lượng lớn là 40 đến 50 container mỗi tháng. Để khai triển hợp đồng thì phía doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng với một nhà cung cấp Hòa Lan có tên là New World Commodities và đã tin tưởng chuyển ngay 30% tiền cọc đặt hàng sau khi đã ký hợp đồng. Vấn đề là ở chỗ doanh nghiệp Việt tìm hiểu, trao đổi với các đối tác này hoàn toàn qua Internet mà không hề liên lạc trực tiếp. Chỉ đến khi nhận được bộ chứng từ giao hàng không có tên tàu vận chuyển, số container cùng với những đòi hỏi quá đáng thêm tiền thanh toán, chậm giao hàng, công ty Việt Nam mới nhờ đến thương vụ xác minh và được biết là họ đã bị lừa bởi đó là đối tác ma. Các công ty ma lừa đảo luôn có thủ đoạn rất là tinh vi như là chào hàng với giá rất là hấp dẫn, điều kiện thanh toán giao hàng thuận lợi.
lợi. Phổ biến nhất là chúng thường tiến hành suôn sẻ một vài giao dịch giá trị nhỏ lúc đầu để lấy lòng tin. Khi đã chín mùi mới đề nghị doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng có giá trị lớn lên đến 400.000 hoặc là 500.000 Mỹ Kim, đòi chuyển tiền hoặc đặt cọc lớn và sau khi nhận được số tiền là biến mất. Các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là ở các thị trường có rủi ro cao như ở châu Phi, Hòa Lan, Hồng Kông, đều chung một khuyến cáo rằng doanh nghiệp Việt Nam nhờ các cơ quan đại diện ở nước ngoài của Việt Nam tìm hiểu, xác minh năng lực đối tác trước khi ký hợp đồng và chuyển tiền, đồng thời cần phải tăng cường tính bảo mật sử dụng các hình thức giao dịch tín dụng an toàn. Tổng thống Barack Obama lên tiếng Trung Cộng không nên bắt nạt Việt Nam. Thưa quý vị, sau chuyến công du tới Ấn Độ, Tổng thống Hoa Kỳ đã thể hiện sự ngạc nhiên về phản ứng của Trung Cộng về chuyến thăm này. Tổng thống Barack Obama khẳng định là Hoa Kỳ mong muốn chứng kiến sự gia tăng hòa bình của Trung Cộng. Nhưng những gì ông nói khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình đó là Trung Cộng không thể bắt các nước khác trả giá cho sự phát triển của mình. Họ không nên bắt nạt các nước như là Việt Nam hay là Philippines trong vấn đề hàng hải, mà cần nỗ lực giải quyết vấn đề một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế. Trung Cộng cũng không nên thao túng tiền tệ của mình để có được những lợi thế riêng mà nước khác không có. Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh, với Trung Cộng thì ông chỉ muốn chắc chắn là Hoa Kỳ tiếp tục duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng. Trong khuôn khổ chuyến thăm Tân Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Ấn Độ đã ra tuyên bố mang tên Tầm nhìn chiến lược chung về các khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thưa quý vị, tuyên bố khẳng định thịnh vượng, khu vực phụ thuộc và an ninh, Hoa Kỳ và Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh hàng hải, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trong suốt khu vực, nhất là ở Biển Đông. Hai quốc gia kêu gọi tất cả các bên tránh đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực, theo đuổi cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải thông qua mọi biện pháp hòa bình phù hợp với những nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo giới phân tích trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, thì Trung Cộng luôn thiên về cách giải quyết song phương với các nước có tuyên bố chủ quyền. Đây là chiến thuật chia để trị, khi mà Trung Cộng có được lợi thế là nước lớn trên bàn đàm phán với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một chiếc xe đò của Phương Trang vất vưởng trên thành cầu hình vòng cung để tránh hai chiếc xe chạm đầu nhau. Người tài xế xe đò có giường nằm của hãng Phương Trang đã leo lên thành cầu hình vòng cung đã khiến chậm 30 khách hoảng loạn cầu cứu. Vào lúc chiều ngày 2 tháng 2, tài xế Ngô Việt Kiều, 41 tuổi, chạy xe tải trên quốc lộ 80 hướng từ Rạch Giá đi Cần Thơ. Khi xe tải này qua gần hết cầu Láng Sen ở xã Thạnh Thới, huyện Vĩnh Thạnh thì gặp xe đò giường của hãng Phương Trang do tài xế Nguyễn Thiện Trung, 34 tuổi, điều khiển hướng ngược lại. Vì cây cầu này hẹp, chỉ đủ có một chiếc xe qua, tài xế Trung đánh tay lái sang phải để tránh cú đối đầu với chiếc xe tải. Một bên của bánh xe, phần đầu của xe khách theo đà leo lên thành cầu hình vòng cung và nằm chỏng chơ. Bên còn lại, sau khi cày nát một phần, xe tải cũng đã nâng lên và nằm bên hông. Cặp nóc xe tải tạo thành một góc nghiêng khoảng 45 độ so với mặt đường. Hơn 30 hành khách trên chiếc xe này đã hoảng loạn cầu cứu. Người tài xế lơ xe với nhiều người dân địa phương đã phối hợp đưa từng người một xuống đất an toàn. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng trên quốc lộ 80. Bước đầu xác định lỗi là do xe Phương Trang, bởi xe tải đã qua gần hết cầu thì xe Phương Trang mới chở tới. Bước đầu hai bên đồng ý theo hướng xe Phương Trang gây lỗi nên sẽ bồi thường cho xe tải khi có biên bản hòa giải thành. Và công an sẽ cho xe tải về và tạm giữ xe khách của Phương Trang để xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông khi đã không nhường đường cho xe khác qua đoạn đường hẹp. Người Việt Nam ở miền đông Ukraine đang sống trong nguy hiểm. Thưa quý vị, tin cho biết là khu vực Debalcev, Ukraine là nơi giao tranh ác liệt ở miền đông. Những người Việt sống chung quanh khu vực đang trong tình thế nguy hiểm khó khăn. Theo ông Nguyễn Minh Trí, đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Ukraine, hiện nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền đông Ukraine, trong khi phe ly khai và quân chính phủ Kiev đang diễn ra xung đột dữ dội. Người Việt thì vẫn chưa thể di chuyển đến nơi khác do không có thẻ ra vào. Các bên liên quan yêu cầu người dân ra vào khu vực Debalcev phải có giấy tờ từ ngày 21 tháng 1, và hiện nay chỉ có người địa phương thì mới có thể.
Ông, theo như ông Chí là đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Kiev, đã gửi công hàm chính thức cho chính phủ Ukraine đề nghị cấp thẻ cho người Việt nhưng đến nay chưa có kết quả. Thưa quý vị, thời gian làm thẻ mất khoảng 10 ngày và chi phí cũng tốn kém. Người Việt cũng chưa di chuyển từ vùng Phe Ly Khai ra khu vực quân đội kiểm soát vì tại Debusiv, các bãi mìn gài xung quanh dày đặc rất là khó đi lại. Bà con hiện nay vẫn còn đủ lương thực để cầm cự nhưng tài chính thì cạn dần vì buôn bán ngưng trệ trong những tháng vừa qua. Hiện nay tại Debusiv thì còn khoảng 100 người Việt sinh sống so với con số 400 trước đây. Vấn đề liên lạc với người Việt cũng không thông suốt do sóng điện thoại không rõ và mọi người phải di chuyển liên tục. Quân Ly Khai miền Đông và quân chính phủ Kiev đấu súng dữ dội vào cuối tuần vừa qua, khiến cho hơn 20 người thiệt mạng. Giao tranh diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan không đạt được thỏa thuận trong đối thoại tại Belarus về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu năm ngoái. Hoa Kỳ trợ giúp cho Việt Nam để ứng phó thiên tai. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa ký bản ghi nhớ tăng cường công tác ứng phó thiên tai. Jason Foley, Giám đốc phụ trách châu Á của USAID, nhấn mạnh chương trình đào tạo ICS sẽ là một bước tiến quan trọng giúp cho Việt Nam giải quyết những rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Việc áp dụng và nội địa hóa ICS, một hệ thống đã được quốc tế công nhận, sẽ làm tốt hơn các hệ thống phối kết hợp, giúp Việt Nam sẵn sàng hơn trong việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác Asian về hoạt động ứng phó với thiên tai thảm họa. Từ năm 2001 cho đến nay, thì USAID đã hỗ trợ cho Việt Nam trên 10 triệu Mỹ Kim cho các công tác ứng phó thiên tai. Cũng tin liên quan, ngày 3 tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius sẽ cùng với Bộ trưởng Y tế Việt Nam khai trương văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội. Được biết là Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ lâu nay đã tiến hành hỗ trợ cho lãnh đạo chính phủ Hà Nội và các chuyên gia y tế công tại Việt Nam trong công tác đẩy mạnh việc phòng chống, phát hiện và ứng phó khẩn cấp với các trường hợp bùng phát dịch bệnh, trong đó có các hoạt động nâng cấp các thiết bị phòng thí nghiệm và hệ thống thông tin và ứng phó khẩn cấp. Hiện nay thì USAID đang tài trợ một số dự án về giảm thiểu rủi ro thiên tai, tập trung vào các công cụ để ra quyết định cảnh báo sớm để giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đến với câu chuyện tháng 2 của chúng tôi với chủ đề là Trang sử màu đen. Và tiết mục cho chủ đề trang sử màu đen hôm nay là đầu dây mối nhợ. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, một sự kiện làm chấn động thế giới vào thập niên 70 là vào ngày 21 tháng 2 năm 1972, chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ bay về hướng Bắc Kinh. Trên chiếc máy bay này có Richard Nixon, vị tổng thống đầu tiên của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đã phá tảng băng quan hệ giữa hai nước sau 23 năm là đối thủ không đội trời chung. Nhất là mâu thuẫn càng tăng cao khi Mỹ cáo buộc đoàn quân của Bắc Kinh đã sát hại nhiều tù binh Mỹ, kể cả khi họ đã đầu hàng. Còn về phía phần mình, con trai của Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Anh cũng đã bị tử trận tại Triều Tiên. Chuyến đi không tưởng này đã được chuẩn bị trong hậu trường từ nhiều tháng. Các điệp vụ bí mật nhắn tin qua nhiều trung gian, những cuộc mặc cả lén lút qua rất nhiều cuộc đi đêm của Ngoại trưởng Henry Kissinger mới có được ngày này. Cho phép tôi được nhắc lại, sau cuộc chiến tranh biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc xảy ra năm 1949, để tranh giành quyền lãnh đạo các nước Cộng sản, Bắc Kinh muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Bắc Kinh rất muốn tìm cách nào để có thể liên lạc được với Hoa Kỳ. Và Mỹ đã tương kế tiểu kế qua rất nhiều giai đoạn, nhiều khi tưởng không thành. Đến nỗi Tổng thống Mỹ đã ví von với cuộc đi Bắc Kinh lần này giống như một cuộc đổ bộ thám hiểm mặt trăng vậy. Trước khi có được sự thỏa thuận của chuyến đi của mình đến Bắc Kinh, trong một lần trả lời phỏng vấn, ông Nixon nói: "Tuyên bố bây giờ tôi phải đọc đang được ban hành ở Bắc Kinh cũng như ở Hoa Kỳ rằng, được biết Tổng thống Nixon đã bày tỏ mong muốn đến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thủ tướng Chu Ân Lai thay mặt chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mở lời mời Tổng thống Nixon đến thăm Trung Quốc vào một ngày thích hợp trước tháng 5 1972. Tổng thống Nixon đã vui vẻ nhận lời. Ngày 8 tháng 7 năm 1971, sau cuộc hành trình có tính cách hỏa mù, Kissinger đã đến Bắc Kinh. Sau khi đạt được những thỏa thuận với Chu Ân Lai, trước khi lên máy bay về Hoa Kỳ, Kissinger đã gửi một bức điện tín về Washington với một chữ duy nhất: Eureka. Khi cuộc họp thượng đỉnh này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng thế nào vào chiến tranh ở Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam, khi Hoa Kỳ muốn rút quân trong danh dự ra khỏi đất nước này. Về phía Hà Nội, theo dõi những diễn biến giữa Washington và Bắc Kinh, Hà Nội đoán già đoán non là mưu toan của Mỹ trong chính sách ngoại giao nước lớn là buộc Trung Quốc phải cắt giảm viện trợ, bắt Hà Nội phải theo sự sắp xếp của Trung Quốc.
Biết được sự lo lắng này của đàn em, đặc biệt là sợ Hà Nội bám vào Liên Xô, Bắc Kinh sẽ mất nhiều ảnh hưởng trong quan hệ với Mỹ. Do đó, 5 ngày sau khi Mỹ rời Bắc Kinh, Chuẩn Lai tức tốc bay đi Hà Nội để bảo đảm với đàn em của mình là Bắc Kinh không hề có ý định bán rẻ họ trong cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ. Bản chất đa nghi của mình, Hà Nội không muốn mình bị Trung Quốc bán đứng. Không lâu sau khi họ chưa về nước, Hà Nội đã tung đại quân vào xâm lược miền Nam, vừa để mặc cả trên bàn hội nghị, vừa để đánh giá xem Bắc Kinh có giữ lời hứa với mình hay không. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, hơn ai hết Sài Gòn theo dõi sát chuyến đi của Tổng thống Lý Sơn đến Bắc Kinh. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hết sức e ngại. Ông biết rằng Mỹ vào Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Cộng lan tràn tới các nước khác. Đó là theo học thuyết domino từ tay Tổng thống Mỹ Eisenhower. Nếu để miền Nam sụp đổ thì những quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng sẽ đổ theo như những quân bài domino. Khi ông Nixon sắp đi Bắc Kinh bắt tay với Mao Trạch Đông thì miền Nam không còn là tiền đồn của thế giới tự do nữa, khiến ông Nguyễn Văn Thiệu thông báo sự lo ngại của Việt Nam Cộng Hòa cho phía Mỹ. Và Tổng thống Nixon đã trấn an ông Thiệu bằng một bức thư đề ngày 31 tháng 12 năm 1971 như sau. Ngài có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không đi tới một thỏa hiệp nào hại tại Bắc Kinh nếu nó phương hại tới các quốc gia khác hoặc về những vấn đề có liên hệ đến các nước khác. Ngài có thể tiếp tục tin cậy vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong những nỗ lực của Ngài hầu đem lại hòa bình cho Việt Nam và xây dựng nền thịnh vượng mới cho nhân dân Việt Nam. Thế nhưng trong hồi ký của Nixon thì ông ta lại viết như thế này. Khi ông ta nói với Chu Ân Lai: giả sử như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt Việt Nam, và giả như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn và trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày hôm đó. Kính thưa quý vị, thưa quý vị, thông cáo chung của Washington và Bắc Kinh tại Thượng Hải đã là đầu dây mối rợ cho những trang sử đen tối của dân tộc Việt Nam và đưa đến ngày nghiệt ngã cho lịch sử của dân tộc này. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới. Xin đa tạ. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về buổi tiệc tất niên của đoàn cải lương hương miền Nam. Tường Vi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng Giêng năm 2015. Và hôm nay, Tường Vi và SBTNBC có mặt tại nhà của chị Kiều Thanh để mừng cái ngày lễ tất niên của đoàn cải lương hương miền Nam. Và được biết là đoàn cải lương hương miền Nam đã thành lập được 12 năm. Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi những hình ảnh của đoàn cải lương hương miền Nam và phóng sự của chúng tôi. Cho biết là hôm nay nhằm cái mục đích gì? Hôm nay cái buổi họp mặt tất niên của Giáp Ngọ như đầu năm 2015 của năm mới, nhưng mà đây là Giáp Ngọ cuối năm tất niên. Vậy thì họp mặt cho hương miền Nam, vậy hương miền Nam đã được thành lập bao nhiêu năm rồi chú? Hương miền Nam tính tới hôm nay thì đã trên 12 năm rồi. Hôm nay buổi họp mặt tất niên để cho thứ nhất là mấy học trò tôi nó quay quần lại đây để tập hợp với nhau, để hàn huyên và để đem cái âm nhạc để mừng trong đêm tất niên này cho mấy người thân hữu chứ các đoàn thể, các đảng phái họ đến đây họ chung vui. Chú vừa mới nói là mấy cái giống như là cái đoàn của chú, học trò của chú, vậy thì cái vai trò của chú trong hương miền Nam là gì? Cái vai trò của chú thì đào tạo những mầm non, hướng dẫn về diễn dịnh sướng ca ngâm và diễn xuất với nhà dạy và kỹ thuật nghệ thuật, trao dồi ngọn cổ nhạc và văn hóa để bảo tồn văn hóa cho nước Việt Nam. Vậy thì hôm nay cái đoàn cải lương của hương miền Nam sẽ diễn những cái tuồng gì đặc sắc cho ngày hôm nay? Nhưng hôm nay đoàn cải lương hương miền Nam nó diễn từng cái này theo cái thể chế diễn xuất tự do, nhưng tôi đặc biệt chú trọng tới một học trò mới của tôi sẽ đứng lên đây, nó sẽ diễn xuất một
dở một cái mấy bài, một bài giọng cổ mà nó nói về trống loạn Thăng Long Thành. Tôi thích, cho nên tôi yêu cầu nó lên hát cái đó để cống hiến cho quý vị có mặt hôm nay. Tôi đứng đây để mà nhớ, mà Thu Thảo xin chào khán giả của đài SBTN. Thì hôm nay là một cái đêm chương trình văn nghệ hợp mặt nghệ sĩ đàn ca tài tử nhân dịp mừng xuân Ất Mùi 2015. Thì Thu Thảo là một nghệ sĩ của đoàn cải lương hương miền Nam. Thì hôm nay rất là vui mừng được hội tụ tất cả các anh chị em ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đến đây để mà cùng đàn ca để chúc xuân. Thì Thu Thảo cũng xin chân thành cảm ơn đài SBTN đã tạo điều kiện để mà quay, để mà biết rằng ở đây cũng có một cái phong trào, có một cái đoàn cải lương đang lớn mạnh và đang đào tạo những thế hệ mầm non tiếp theo. Và trong chương trình mừng xuân tối hôm nay thì Thu Thảo cũng như nghệ sĩ Lý Bảo sẽ trích đoạn một tuồng cải lương, đó là Vụ Án Mã Ngu. Và Thu Thảo cũng như nghệ sĩ Thiện Nhẫn sẽ có một bài hát nhạc xuân là Tân Cổ Giao Duyên, vừa có ca nhạc mà vừa có cổ nhạc, đó là bài Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Chúng tôi được hân hạnh một số thân hữu mời tới đây để tham dự một cái chương trình phối hợp giữa trình diễn tân nhạc và trình diễn cổ nhạc năm phần. Nhưng mà trong đó chủ yếu là cái phần cổ nhạc năm phần là chiếm nhiều thời giờ hơn là phần tân nhạc. Và cái cảm xúc đầu tiên của chúng tôi là chúng tôi rất là sung sướng khi thấy lại một phần của nền văn hóa Việt Nam đã được phục hồi ngay trên phần đất của Hoa Kỳ này. Và nhất là tôi là người miền Nam, thành ra cổ nhạc miền Nam đối với tôi nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Ở đây là tư gia của chị mà chị đã tổ chức cái tiệc ngày hôm nay. Thì chị cho chị xin biết quý danh và tại sao chị tổ chức cái tiệc ngày hôm nay. Chị tên là Kiều Thanh. Biết chú Chí là trưởng đoàn hương miền Nam rất là lâu. Và chị rất yêu mến cái bộ môn nghệ thuật cải lương, mặc dù chị không biết hát, nhưng mà khi chú ý ngỏ lời, chờ chú Chí ngỏ lời muốn tổ chức một cái buổi họp mặt xuân thì chị rất là vui, rất là hạnh phúc để làm cái buổi tiệc ngày hôm nay. Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh và phóng sự của chúng tôi với đoàn cải lương hương miền Nam, Tường Vi và SBTNDC. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Xin chào quý khán giả, Trần Hưởng xin trình bày đề tài Đảng Trường Tồn Cho Ai Vì Ai của ký giả Phạm Trần. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ máy lý luận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang giáo diết biện giải tại sao Đảng phải trường tồn để độc quyền cai trị, nhưng lại không sao giải thích được vì đâu mà dân không còn tin vào Đảng nữa, trong khi cán bộ đảng viên thì cứ nối đuôi nhau tự diễn biến và tự chuyển hóa. Hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra trước các đại hội Đảng 5 năm một lần, nhưng đã nổi lên vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng từ ngày 3 tháng 2 năm 1930 đến 3 tháng 2 năm 2015 và trước đại hội thứ 12 dự trù khai mạc vào tháng Giêng năm 2016. Có 6 lý do khiến lãnh đạo Đảng phải ra quân. Trước tiên, sau quyết định không công bố kết quả phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 từ 5 đến 12 tháng Giêng năm 2015, như Đảng hứa sẽ công khai thì lãnh đạo tự trồng thêm vào cổ sợi dây thòng lọng thất hứa, khiến uy tín Đảng xuống sâu thêm một nấc dưới đáy lòng dân. Thứ nhì, sau 3 năm
thi hành nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, phổ biến ngày 18 tháng Giêng năm 2012. Đảng vẫn còn vật lộn với các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong hệ thống cai trị. Thứ ba, sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 3 ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Đảng đã bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 năm 2007. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vẫn coi việc rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không quan trọng bằng việc sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Thứ bốn, đòi hỏi Đảng phải trả quyền tự quyết cho dân đã lên cao và lan rộng trong nhiều tầng lớp từ thành phố về nông thôn. Thứ năm, làn sóng phẫn nộ của dân về thái độ Đảng mềm yếu trước hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông không còn hạn chế ở trí thức mà đã biến thành căm thù người Trung Quốc trong tâm khảm trẻ em và người dân lao động. Thứ sáu, chủ trương quốc phòng không dựa vào nước lớn để bảo vệ tổ quốc trước tham vọng bành trướng và đe dọa sự vẹn toàn độc lập, chủ quyền lãnh thổ ngày càng rõ rệt của Trung Quốc đã bị trí thức phê bình không thực tế và quân tử viễn vông để được ngủ yên trong quỹ đạo Bắc Kinh chỉ có hại cho nước mà thôi. Và thưa quý vị, Đảng càng làm càng hỏng. Thật thế, để đối phó với những vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ biết chống đỡ bằng lời kêu gọi, chỉ thị đảng viên làm tốt hơn để chuẩn bị nhân sự cho khóa Đảng thứ 12. Nhưng tại sao căn bệnh trầm kha của quốc nạn tham nhũng, nguyên nhân làm cho Đảng suy yếu, tư tưởng, mất đạo đức vẫn tiếp tục gây nhức nhối cho Đảng và khổ cho dân 3 năm sau hội nghị Trung ương 4. Ông Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam ngày 25 tháng Giêng năm 2015 rằng công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai khá đồng bộ và đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên đây là cuộc đấu tranh cực kỳ khó khăn, phức tạp liên quan đến lợi ích, đụng chạm đến những người có chức, có quyền, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, không thể nóng vội. Nhưng Đảng muốn dân phải kiên trì, bền bỉ bao nhiêu năm nữa thì mới thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, hay là ông muốn nói thế để câu giờ cho dân chờ sung dụng? Bởi lẽ từ em bé 5 tuổi cũng biết ông Trọng đã nói như thế nhiều lần rồi. Dân nghe mãi cũng nhàm tai, huống chi đảng viên thấp cổ bé miệng, cấp thừa hành chỉ biết nuốt nước bọt trước cơ ngơi tiền bạc của các cấp có chức có quyền. Khi nghị quyết 4 ra đời, nhiều cựu lãnh đạo và người dân đã ca tụng ông Trọng có quyết tâm làm sạch Đảng để lấy lại niềm tin trong dân, nhưng rồi mọi người lại phải nghe ông lặp đi lặp lại lời hứa. Trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cần được tiếp tục đẩy mạnh, không phải bằng lời nói hô hào chung chung, mà phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, một cơ chế trừng trị, răn đe để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Đồng thời phải tăng cường biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính, giáo dục tinh thần, biết trọng liêm sỉ, danh dự, mở rộng phạm vi tham gia của công chúng và phát huy vai trò của báo chí, công luận trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khi đã xảy ra tham nhũng thì phải xử lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm đúng quy định của luật pháp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vân vân. Nhưng Đảng đã có đủ mọi cơ chế để phòng ngừa, trừng phạt và giáo dục cán bộ đảng viên từ trước khi có nghị quyết 4. Đảng cũng đã có Mặt trận Tổ quốc thay mặt dân làm công tác giám sát và
khuyến khích báo chí tiếp tay cho chính quyền chống tham nhũng, nhưng chưa bao giờ Mặt trận Tổ quốc làm tròn nhiệm vụ giám sát, ngược lại đã tiếp tay đồng lõa để cho Đảng che giấu những kẻ có lỗi. Bằng chứng cụ thể như việc kê khai tài sản của các ứng cử viên quốc hội được Đảng cơ cấu và Mặt trận đồng ý tuyển chọn sau các cuộc được gọi là hiệp thương đã không bao giờ được công bố cho dân biết mà chỉ cất vào hộc tủ Đảng bộ cơ sở. Báo chí cũng bị ngăn cấm không được loan tin nếu chưa được xác minh bởi cơ quan điều tra, thì đó là hành động kiểm duyệt và vi phạm quyền tự do thông tin của người làm báo. Ngay đến vai trò giám sát của Quốc hội cũng bị hạn chế, đến độ chưa bao giờ có một đại biểu dám đòi Quốc hội điều tra hay đích thân thăm dân cho biết sự tình về một vụ tham nhũng được bàn luận trong dân, thì làm sao chống được tham nhũng. Trong cuộc phỏng vấn đánh dấu 85 năm có Đảng, ông Trọng nhìn nhận sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống chính là một trong những nguyên nhân của tình trạng gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhưng tại sao phẩm chất và đạo đức của người Cộng sản Việt Nam ngày một suy đồi? Bởi vì theo báo cáo của ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, thì tình hình vi phạm kỷ luật Đảng trong thời gian qua còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật là cấp ủy viên các cấp còn cao 30,7%, cho thấy việc tu dưỡng, rèn luyện và chấp hành kỷ luật Đảng của một số đảng viên có chức vụ còn nhiều hạn chế. Kỷ luật do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ đảng viên có vi phạm bị khai trừ chiếm 12%, bị phạt tù chiếm 1,4% so với số bị thi hành kỷ luật, cho thấy tình hình vi phạm trong Đảng thời gian qua vẫn còn nghiêm trọng, chưa được kiềm chế. Một số trường hợp giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm thời gian so với quy định, tỷ lệ thay đổi hình thức kỷ luật qua giải quyết khiếu nại tố cáo còn cao, vân vân. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 tại Hà Nội ngày 21 tháng Giêng 2015. Vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hô xuông trong đấu tranh cách mạng, lưỡi lê họng súng của quân thù đã không lung lạc được tinh thần nhuệ khí của người Cộng sản. Ngày nay, công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên càng phải giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người Cộng sản. Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó yếu tố con người là quyết định, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có hiệu quả cụ thể thì người dân mới tin. Cán bộ có tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch mới có thể thành công được. Quá sức hay, nghe ông Trọng nói mà lỗ tai cũng phải reo lên. Nhưng có lẽ ông Trọng không được nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại cuộc tọa đàm trực tuyến ngày 22 tháng Giêng năm 2015 do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức với đề tài Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Ông Bảo nói, theo tôi bây giờ, nhất là khi Đảng ta đang nhấn mạnh đến đạo đức, lối sống trong Đảng thì phải có bổ trợ như thế nào trong giải pháp cán bộ mới khắc phục tình hình nan giải hiện nay. Người đông mà việc không chạy, người xứng đáng làm việc thì không có việc mà phải ngồi chờ, còn người không nên để trong bộ máy nữa mà chúng ta không biết xử lý như thế nào. Đó chính là khâu cải cách tư pháp, cải cách hành chính nói riêng và cải cách nhà nước phải tính đến trong thời gian tới. Đó cũng là hướng tư duy của Đảng ta trong khâu giải quyết mắt xích tổ chức cán bộ như một đột phá trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đằng sau lời nói của giáo sư Hoàng Chí Bảo là hình ảnh của tham nhũng,
của tình trạng chạy chức chạy quyền, của tệ nạn con ông cháu cha được quy hoạch bởi các nhóm lợi ích trong đảng. Vì vậy ông Bảo mới cáo giác rằng hiện nay chúng ta đang đứng trước một tình huống rất nhức nhối. Chưa bao giờ những người có học lại thất nghiệp nhiều như bây giờ. 170.000 cử nhân, thạc sĩ, có cả tiến sĩ cũng thất nghiệp. Cá biệt có tiến sĩ ở nước ngoài về thi tuyển một công việc bình thường cũng bị trượt. Ở đây có những lắt léo bất minh trong vấn đề dùng người, mà nếu nhìn vào sự thật thì ta thấy đây là một sự bất công xã hội. Có lẽ phải dùng đến một hệ thống đồng bộ các giải pháp từ giáo dục đào tạo, đặc biệt là siết chặt kỷ cương, quy chế chế tài và phải đổi mới thể chế dùng người, chính sách dùng người thì chúng ta mới đáp ứng được yêu cầu này. Xin quý vị đừng rời máy, chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi đề tài Đảng trường tồn cho ai và vì ai của ký giả Phạm Trần do Trần Hưởng trình bày. Thưa quý vị, vậy nghị quyết 4 thành công hay thất bại mà cho đến nay, ngày 16 tháng Giêng năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn lặp lại lời ông nói năm 2013 rằng cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà tay đã nhúng chàm thì không thể chống được tham nhũng. Câu trả lời là tuy đã có khoảng 50.000 trên tổng số 4 triệu đảng viên bị khai trừ, kỷ luật, trừng phạt sau 3 năm thi hành nghị quyết 4, nhưng con số một bộ phận không nhỏ tiếp tục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn còn nhan nhản trong xã hội. Do đó không ai ngạc nhiên khi nghe ông Nguyễn Đức Hà, vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đã nói tại cuộc tọa đàm ngày 22 tháng Giêng năm 2015 rằng mặc dù chúng ta đã tiến hành nhiều cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhiều lần Trung ương đã có nghị quyết nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu như mong muốn. Ông Hà nói tiếp, bên cạnh mặt tích cực cũng thấy rằng trong đảng hiện nay tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá nặng nên nhiều khi kiểm điểm nhưng mới nói ưu điểm nhiều, khuyết điểm thì nói ít hoặc không dám nói, hoặc thể hiện ở mức độ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, tính hình thức bệnh thành tích còn đang khá nặng ở tất cả các cấp. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự đầy đủ sâu sắc về vấn đề này nên trong tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, né tránh hình thức và thậm chí còn ca ngợi lẫn nhau. Những điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết. Vậy ai phê bình ai? Ngoài việc phòng chống tham nhũng mà đảng cứ nói hoài câu vẫn còn nghiêm trọng, dù đã có luật từ năm 2005 và Ban Chỉ đạo Trung ương từng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu rồi lại chuyển sang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp điều hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Nghị quyết 4 còn tập trung vào công tác tự phê bình và phê bình để cán bộ tự chữa mình. Tuy nhiên ông Nguyễn Đức Hà đã không ngần ngại nói công khai. Có thể nói việc tự phê bình và phê bình của các tập thể và cá nhân thì vẫn còn tình trạng nói ưu điểm nhiều, nói khuyết điểm ít. Hoặc nếu có nói về khuyết điểm thì cũng cố gắng né tránh một số từ có tính nhạy cảm rồi cứ loanh quanh nói khuyết điểm, nhưng có khi đây lại là một sự mong muốn. Không phải không có chuyện mượn tự phê bình và phê bình để ca ngợi, để động viên khen ngợi, thậm chí không phải không có ý kiến có tính chất nịnh nọt trong đó. Tôi cũng từng được nghe những chuyện phê bình lãnh đạo, phê bình người khác, nhưng đó lại là sự phê bình khen ngợi thì không đúng. Và việc này tôi cũng phải nói thật là ở cấp nào cũng có, từ trung ương đến các địa phương. Có lẽ chỉ có việc tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị và Ban Bí thư là thực sự nghiêm túc, thực sự là gương mẫu và đúng là một tấm gương để cho các cấp noi theo.
Ông Hà nói thế nhưng khi Bộ Chính trị đề nghị Hội nghị Trung ương 6 kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì lại không thành công, vì chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương cho phủi tay với câu nói nghe không lọt tai trong diễn văn bế mạc ngày 15 tháng 10 năm 2012. Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị, và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá. Như vậy là Đảng đã đẻ ra tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm, như câu trả lời sau đây của ông Nguyễn Đức Hà về công tác tự phê bình và phê bình cứ tan loãn theo cấp bậc. Quá trình thực hiện xuống từng cấp đã phôi phai, nó cũng bay đi ít nhiều một chút và không còn nguyên vẹn đúng như tinh thần. Tôi thấy đây là cái phổ quát nhất. Nếu bây giờ chúng ta cử từng cơ quan, từng đơn vị, nếu đồng chí nào là cấp ủy, bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy, bí thư huyện ủy, cứ yêu cầu ban tổ chức cung cấp từng bản kiểm điểm cuối năm của mấy nghìn đảng viên của địa phương, thì có lẽ hầu như bản kiểm điểm nào cũng đều có một khuyết điểm giống nhau, là đôi khi còn nề nang, né tránh, ngại va chạm. Tôi cho đây là khuyết điểm lớn nhất mà có thể nói tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén nhất về xây dựng đảng. Nhưng chính cái sắc bén nhất thì chúng ta lại đang yếu. Vậy công tác cả nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau 8 năm mòn mỏi đã đi về đâu? Ông Hoàng Đức Hà không ngại nói thẳng, không ít nơi vẫn còn hình thức chỉ nói thôi chứ không hành động cụ thể. Vì vậy, cần phải khắc phục cho được bệnh thành tích và tính hình thức. Trong nội hàm tình hình thức, ai cũng thấy có chuyện phòng chống tham nhũng, lấy vừa chống vừa xây hay răn đe là chính, làm phương châm hành động thì bao giờ dân mới hết bị cán bộ nhũng nhiễu. Nhưng liệu tính hình thức này có bị biến dạng để làm theo Trung Quốc như trong kế hoạch đào tạo cán bộ chiến lược cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Theo lời ông Tô Huy Dứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiết lộ ngày 27 tháng Giêng năm 2015 thì qua làm việc với lãnh đạo các cấp của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc có chuẩn bị nhân sự cấp cao nhưng không hoàn toàn như cách của Việt Nam là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho các nhiệm kỳ sau. Như vậy rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đã học theo cách chọn cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng chỉ khác ở điểm Trung Quốc chọn người cho từng nhiệm kỳ, còn Việt Nam thì chọn cho nhiều nhiệm kỳ. Do đó ông Tô Huy Dứa mới khoe, chúng ta đã làm thành công, cuối cùng Trung ương Bộ Chính trị đã quyết định danh sách 290 đồng chí Trung ương cho các khóa sắp tới, đã quyết định được 22 đồng chí vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và tới đây chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu bổ sung theo quy định, quy trình theo báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng Giêng năm 2015. Ông Rứa tuyên bố tại hội nghị cán bộ công chức của Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2014, phát triển nhiệm vụ năm 2015 như thế. Làm như thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là chi nhánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay chỉ còn độc lập trên lý thuyết, mà ông Nguyễn Phú Trọng còn nói với Thông tấn xã Việt Nam ngày 25 tháng Giêng năm 2015 rằng ông chúc Đảng ta, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, mãi mãi trường tồn. Nhưng cho ai và vì ai đây, thưa quý vị? Kính chào quý khán giả. Và xin hẹn gặp lại trong những chương trình khác.